Đã bắt theo tàu đi, đã bắt theo tàu ai, đã bắt theo tàu thì đánh vào mày thay đời đời cho mày biến thành lưu si, bình si s li về đích kỳ, ta thích gì được cái flow mới như một câu với tôi tục rồi cho mày to cho đã trôi qua bao năm không biết mình được đâu tới, tao cũng bị được nói âm nhạc đang chết liền sáng sau ba năm bao nhiêu mình tâm mình tự mình sống mình tự mình thích chiều gian diệt án tao sống mình tao mới rap và sao mang kiệt tác trong bữa xưa mình trong bữa ham và trong bữa thu mình trong bữa đông mình tâm mình tâm mình đang bên sau mà sao ba năm mà đang không với con đang việc khác việc rap nó dùng thước đi từng bước khi bị tưới đến nguồn nước cho âm nhạc đang thất thoát lác đác tao đang khoác lác mà các bác học quát nát mà hái thoát xác và tao rap khác đi một phát rap snap back để biết đi đường ai là swag đồng hồ không ngừng nhảy số đi trên tầng dãy phố thấy người ta trên nhà cao tầng nhảy xuống đi chừng bảy cuốn vì hiếp dâm nhạc mày rap như con chim bao năm lạc bầy không ai tao bao nhiêu mình từ kho bạc đầy nghe tao flow từ đường mông gạt thầy lá từ bên sông cát đá do bê tông vá cả mày công cá mày cái sông hở hóa đá phá giá nhạc mình có xóa được cái không của đứa chó má này khi không lại bóp ống khóa từ bên trong nhạc tao mang theo sơn qua nơi âm u đường vắng qua nơi khu tường trắng nơi bê tao thường mắng là sao ba cái đầu dây đây baby tao mà còn bê tông và đành đẹp mang tao đang mê với tôi mà không cái đầu mà tao mà giờ là ba mươi năm mà cái đầu quên tên bình tâm luôn luôn ba là ba âm thanh thì vì tôi quen là cùng chung tâm nên còn ngày đang bên đâu bên nhau bên từ một nơi cái đầu bên tâm bên tôi bên đang bên đâu lên đi cái đang thang mầm đầy gieo nó có tên sống như đầu bên lâu cái chân bên trường chỉ muốn biết tường cái chân bên trường mình thương mình thương mức dầu trên đường ta đang không bao nhiêu lần đây gặp và đây gặp mai đây tôi mới thấy của bên trường chính đây cái thái dù tôi bên hai lần đầu mình thương mình thương cái khác con đường cuộc sống như đâu bắt đầu ta không bao giờ mà muốn một lần thấy mẹ mình vắng nhà và đập mang IQ như được ice cube cho nhưng mà hôm nay feel được gặp mai thiếu kêu với đang học size skill như được hai chiêu rap mày theo lên từ bên tay rêu what's your name homie DATMIDAC and where you from homie Vietnam Sài Gòn chi fam what's your name homie DATMANDIAC where you from homie Vietnam Sài Gòn chi fam lời mà đầu người làm nghệ thuật đã hiến máu kiếm giáo da bầm tím đau xương vì chiến đấu biết biến tâu viết luyến dấu không ngừng chuyên sâu tao đi bằng nguyên câu flow như là xuyên nhau âu về nơi bình yên ở đâu người ta bị điên vì đâu cây con tại sao tự nhiên là cho ra hoa màu nâu you never know đế chế suy tàn nhạc rap từ đường phố chết đốt cháy trái tim vàng đóng vào cái mặt xanh tái mấy thằng con gái khoái phim hàng vãi rapper thành hoàng biết giá châu như mày vậy là tao gác cái chân lên bàn chứ tôi ngày càng to để cho bao nhiêu công lao người ta phải bay như tàn cho tao mong được no hôm nay chuyện mai là sao không màng lo tao không cần viết mấy bài nhạc để ghẹo gái cứ việc quẹo trái xe bắn thẳng tay lái ngang chờ tân định có nhiều nhà cao tầng đang phải cho thuê lần sang phải đây là Trần Quang Khải khi cuộc sống bên đêm mà ngồi kiếm tiền việc cần trang trải nhạc đêm đánh thức linh hồn đang ngủ say những con người phải sống mà không biết tiền chừng nào mới đủ đây không năm nào mới tết người ta rủ vào ta chết chừng nào mới hết khi ta tìm nhau giữa Sài Gòn ngày nào đó cũng may mòn hai đôi dép về trễ ăn vài đòn mai lại còn khoe trong đôi mắt chân xe quán là chắc còn bán về yeah, không còn nghe mùi kêu không còn the trên đường không còn xe tôi bật ra kiểm tra ADN đi ha và xem tao quăng bơm xăng cho bay đi men xin xa nghe tao flow lời lấy một cây viết đen ghi ra thay vì 50 cent tao chỉ đưa mày 25 nhớ tên tao DATN Maniac DATMANDIASIAN Tại sao là có một cái tên bài hát như thế? Vì những người được gọi là con đò nhưng không khác gì côn đồ. Còn những người bị gọi là côn đồ thì đang dẫn dắt một người khác cho một con đò. Chúng ta khác nhau một dấu ô và âm nhạc thì không có gì để che giấu. Qua bao năm mùa đất màu mòn, trái đất rất là tròn. Xoay quanh biệt mất và còn nay mai bị vứt vào hòm. Người ta thích tiêu tiền vào nơi xa hoa xong rồi ra. Tại sao còn nhấn ga sau khi lái xe tông người ta? Cầm số tiền thật to, khoe khoang mong muốn được bài nhạc hay. Đời còn đắng hơn chén thuốc, dù không uống thì bị phạt ngay. Hết biên bản linh cảm đến báo chí lên truyền thông. Thế bây giờ tôi muốn hỏi một câu, không biết mấy anh có phiền không? Hát về đời về người thì dù nghệ sĩ có chuyển giới, điều gì là đúng với sách viết sai mà không được viết lại quyển mới. Thời gian trôi qua làm nhân gia như ta sẽ không xấu xí. Dù cho đôi mắt nhìn vào bóng tối nhưng tâm bên trong đấu trí. Họ sẽ phải học về nhiều thứ từ thằng nhóc. Họ sẽ cần khóc để diễn tả nó bằng rap hoặc bằng rock. Tao từng bên Chúa và mãi mãi là môn đồ. Và chúng ta sẽ mãi được gọi bằng một cái tên là côn đồ trên con đò. Kìa những tên côn đồ và côn đồ trên con đò. Những tên côn đồ và côn đồ mang lối thoát. Kìa những tên côn đồ và côn đồ trên con đò. Những tên côn đồ và côn đồ trên con đò. Kìa những tên côn đồ và côn đồ mang lối thoát. Yeah, gửi đến con đường Ray cho anh em C9. Gửi đến gốc đa cho anh em ICB. Gửi đến chị Family. 2G14 ever. Forever. Yeah.